Và Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại hai đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai, đó là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương của Biên Hòa. Theo Bộ Y tế thì năng lực điều trị và cấp cứu F0 của hai cơ sở này hiện tại đang rất hạn chế, trong khi các bệnh nhân tâm thần là đối tượng đặc biệt và dễ bị tổn thương cũng như rất khó quản lý. Theo báo cáo, thì Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa phát hiện ổ dịch vào ngày 19 tháng 8. Lúc đầu có 18 ca và tính đến ngày 3 tháng 9, Viện đã ghi nhận 90 ca F0. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 phát hiện ổ dịch vào ngày 26 tháng 8 và đến ngày mùng 3 tháng 9 nơi đây có 136 ca F0 và có nguy cơ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ gồm 27 người do Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh làm tổ trưởng và hiện bệnh viện này có 1136 bệnh nhân trên 1200 giường bệnh, trong đó có 102 bệnh nhân không có người thân và bị bỏ rơi nhiều năm nay.